Huyện Gia Rai tổ chức hội thi thể thao và các trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số năm 2024, chào mừng đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gia Rai lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm đẩy gậy, kéo co, ném còn, cà kheo và bắn nỏ. Hội thi là dịp để các đoàn vận động viên giao lưu, học hỏi, góp phần thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, cùng chung tay xây dựng huyện Gia Rai ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, tạo môi trường cho phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.